Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn duy trì, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm vẫn duy trì mát mẻ, còn ban ngày do có nắng nên mức nhiệt tăng. Cụ thể, ở khu vực miền Đông, giao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ khu vực miền Tây duy trì trong khoảng từ 26 đến 32 độ, còn tại thành phố Hạ Long là từ 26 đến 33 độ. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, đêm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Như vậy là thời tiết ngày mai trên các khu vực tại Quảng Ninh không có sự biến động so với ngày hôm nay. Có sau đây chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước. Dưới tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên đêm nay và ngày mai, ngoại trừ một số tỉnh phía Tây Bắc có mưa, còn lại các nơi khác của Bắc Bộ hầu như không có mưa. Riêng vùng đồng bằng và ven biển trời nắng, nhiệt độ các tỉnh vùng núi phía Bắc khu vực Trung Du và đồng bằng có sự chênh lệch khác nhau. Còn nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ trong ngày mai dao động trong khoảng từ 29 đến 34 độ. Khu vực Trung Bộ trong đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn rông, người dân các khu vực này cần đề phòng với lốc xét và gió giật. Còn thời tiết từ sáng và chiều mai ở Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận không mưa trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ. Đêm nay Tây Nguyên chỉ có mưa ở một vài nơi, Nam Bộ có mưa rào rải rác. Sang ngày mai cả hai khu vực đều có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhưng đến chiều tối và tối đều có mưa, cục bộ có nơi mưa to kèm theo rông. Nguy cơ cao xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Đối với thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thoáng, gió chỉ thổi yếu. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, sóng biển giao động từ 1m đến 1m75. Không có tình trạng biển động, nhưng khu vực này có mưa rào và rông rải rác, gây tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông.